Nào bây giờ chúng ta hãy cùng dành vài phút để hiểu tại sao diện mạo của làn da bên ngoài đẹp hơn lại đóng vai trò cốt lõi của sức khỏe vào tuổi thanh xuân. Bạn có thể chưa biết, quan tâm đến làn da chính là quan tâm đến toàn bộ cơ thể của bạn. Điều đó có nghĩa là gì? Hãy xem xét về vấn đề sạm da do ánh nắng. Bạn nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là sự khó chịu trên da thôi phải không nào? Bạn đã bao giờ thấy nhức đầu, nghe tiếng ong ong trong tai hay là choáng váng chưa? Những dấu hiệu này trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại là nguyên nhân chính dẫn đến sự giết chết các tế bào da của chúng ta và gây ra mất nước trên toàn bộ cơ thể. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải nghiêm túc quan tâm đến vấn đề chăm sóc da, như là chăm sóc sức khỏe, bởi vì bản chất của chăm sóc da chính là chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, đặc biệt đối với nam giới thì cần phải tăng cường chăm sóc gấp đôi, bởi vì phái nam thường xem nhẹ điều này. Tác động của ánh nắng mặt trời ảnh hưởng gấp đôi đến nam giới và có thể gây ra ung thư da. Vậy chúng ta nên làm gì để quan tâm cho làn da của mình? Qua việc cung cấp các thành phần bảo vệ và phát triển sức khỏe tế bào từ bên trong. Các thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa, nhiều nước và chống viêm sưng. Tôi cực kỳ khuyến khích các bạn bổ sung 3 nhóm chất này đều đặn 2 lần mỗi ngày. Hãy cam kết giữ gìn sức khỏe của bản thân để duy trì tuổi thanh xuân. Có 3 bước bạn cần lưu ý khi chăm sóc cho da gồm: bước 1 là rửa mặt và tone, bước 2 là điều trị và bước 3 là dưỡng ẩm. Và quan trọng nhất là bạn phải thoa kem chống nắng vào mỗi buổi sáng, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi điều kiện thời tiết. Nói về việc chống nắng thì thậm chí tôi muốn các bạn là hãy ăn chất chống nắng mỗi ngày. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi khuyên các bạn là chúng ta sẽ phết kem chống nắng lên bánh mì nướng vào mỗi buổi sáng của các bạn, mà là cách thêm các thành phần quan trọng trong bữa ăn để ngăn ngừa tác động của ánh sáng mặt trời. Các nghiên cứu khoa học cho thấy thì có một số thực phẩm giúp tăng cường khả năng chống nắng nội sinh, chống lại các tác hại của ánh nắng. Ví dụ như là thực phẩm có chứa chất chống nắng tự nhiên như là dưa hấu, bông cải xanh và blueberry là thành phần chống oxy hóa rất cao. Và đặc biệt là thực phẩm mà tôi rất yêu thích đó chính là chiết xuất từ hạt lựu. Tôi đã thực hiện rất là nhiều cuộc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Hurat về chiết xuất hạt lựu và phát hiện ra rằng là hạt lựu có khả năng tăng cường SPF rất là cao. Vì thế mà tôi muốn nhắc lại một lần nữa, hãy ăn chất chống nắng mỗi ngày và cảm nhận bạn đang bước đi trên con đường trở về tuổi thanh xuân của chính mình.